kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần Muôn mặt đời sống có chùm phóng sự chuyên đề ô nhiễm môi trường làng nghề ở Yên Mỹ, thực trạng và giải pháp. Mục nét đẹp xứ nhãn là phóng sự của phụ nữ phụ cừ chung tay làm đẹp làng quê nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Thưa quý vị, tỉnh Hưng Yên hiện có 58 làng nghề. Bên cạnh những mặt tích cực trong việc nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy kinh tế ở địa phương, thì một vấn đề đáng lo ngại đang xảy ra ở không ít làng nghề là tình trạng ô nhiễm môi trường. Chuyên đề trong mục Muôn mặt đời sống số này sẽ phản ánh về tình trạng ô nhiễm ở hai làng nghề của huyện Yên Mỹ, qua đó thấy được sự cần thiết phải có những giải pháp đảm bảo môi trường trong lành cho người dân ở làng nghề. Những năm qua, thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ có tốc độ phát triển kinh tế nhanh với nghề chủ lực là nghề xay sắt gạo. Thế nhưng mặt trái của làng nghề này đó là tình trạng khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn đang ảnh hưởng đến rất nhiều các hộ dân. Môi trường trong thôn lúc nào cũng ngột ngạt. Thôn Trai Trang hiện có gần 200 hộ làm nghề xay sắt gạo và kinh doanh lương thực thực phẩm, thu hút trên 2.000 lao động làm nghề thường xuyên. Hầu hết các hộ xay sắt gạo đều ở xen lẫn trong khu dân cư, nơi sản xuất chung với nơi ở. Chính thực tế này dẫn đến những bất cập, khói bụi cùng với tiếng ồn từ máy móc của các hộ làm nghề xả ra khiến nhiều nhà bên cạnh phải hứng chịu. Sống gần nhiều hộ xay sắt gạo, ông Phương không khỏi bức xúc vì phải chịu cảnh bụi bẩn suốt nhiều năm nay. Ngày nào mà chả nghiền mới xa có bụi đấy, quần áo lên cứ mặc nó cứ ngứa đấy, thì cái kiểu phấn thóc nó vào, tiếng ồn nó tỏ, không ngủ được đâu. Không thể phủ nhận nghề xay sát kinh doanh thóc gạo giúp đời sống kinh tế của người dân nâng lên đáng kể. Song chính người làm nghề cũng thừa nhận khói bụi từ hoạt động xay sát gạo đang ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Rất tình thoảng giờ thì nó khó hiếp. Xả ra nhiều. Làm nên nó cũng xả ra nhiều. Hoạt động xay sát chế biến vận chuyển gạo ở thôn Trai Trang diễn ra quanh năm tại khu dân cư có mật độ dân số đông nhất nhì của tỉnh với gần 9.000 nhân khẩu. Mặt khác, thôn cũng không còn một ao hồ nước nào để điều hòa không khí, cho nên làng nghề đang ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Một làng nghề khác của huyện Yên Mỹ cũng đang xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, đó là làng nghề mộc Thụy Lân, xã Thanh Long. Hàng trăm hộ làm nghề thải ra lượng khói bụi cùng mùi sơn PU hóa chất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Đây đang là vấn đề nan giải của làng nghề truyền thống này. Anh Nguyễn Văn Luận đã gắn bó với nghề mộc gần 10 năm. Cũng chừng đó thời gian, anh sống chung với bụi khi chế biến gỗ và sơn PU phun lên các sản phẩm gỗ ở ngay cửa nhà mình mà không có phòng kín chuyên dụng. Mình hít vào trong phổi với các cái thì nó cũng ảnh hưởng đến. Nhiều người đi qua thì cũng kêu, nhưng mà công việc thì mỗi người một việc thì cũng không thể nào tránh được. Còn những hộ dân sống bên cạnh các hộ làm mộc như gia đình bà Lê Thị Định cũng đang phải hứng chịu bụi và mùi sơn độc hại. Gia đình bà cửa đóng then cài suốt ngày, không dám cho trẻ con ra ngoài chơi để tránh ô nhiễm. Mùi người ta phun BU đấy, phun giường, phun tủ đấy, nó mùi khó chịu lắm. Chỗ đây mà người ta làm nghề mà gió nam thì chắc chắn là đây là không thở được. Mà nếu mà làm nghề như thế này thì đúng là sợ thật. Làng nghề mộc Mỹ Nghệ Thụy Lân có hơn 100 hộ làm nghề, có xưởng sản xuất ở khu dân cư. Theo ghi nhận của phóng viên, các hộ làm nghề mộc đều tận dụng tối đa diện tích sân, thêm nhà và cả lề đường để sản xuất chế biến gỗ, phun sơn, phủ bóng các sản phẩm, khiến bụi gỗ, mùi sơn nồng nặc phát tán ra môi trường xung quanh. Tình hình này thì mâu thuẫn lắm. Nhà tôi không làm mộc mà người không bên cạnh làm mộc là nó có bụi thải sang này. Cái thứ hai là tiếng ồn, cái mùi rất là sợ. Các cái cuộc họp tiếp xúc cử tri ấy, là người ta ý kiến rất là nhiều. Cả người làm nghề và chính quyền địa phương đều chưa có giải pháp nào để hạn chế ô nhiễm. Còn người dân hàng ngày vẫn phải sống chung với bụi gỗ và mùi độc hại. Gìn giữ phát triển làng nghề truyền thống là việc làm cần thiết, góp phần cải thiện đời sống cho người dân. Tuy nhiên, phải hài hòa giữa lợi ích kinh tế với việc đảm bảo môi trường sống trong lành, an toàn. Có như vậy, làng nghề mới phát triển lâu dài và bền vững. Bên cạnh đổi mới công nghệ máy móc, xây dựng nhà xưởng sản xuất đúng quy chuẩn, thân thiện với môi trường để giảm ô nhiễm,
thì về lâu dài chính quyền địa phương phải quy hoạch khu làng nghề sản xuất tập trung xa khu dân cư. Làng nghề ra một khu thì cái chủ trương rất là tốt, vì cái mà để nó tránh được cái thứ nhất là bụi bặm, thứ hai nữa là để một cái hàng hóa làng nghề nó dồn vào một khu thì sản phẩm và khách hàng ra đến mua nó sẽ tiện lợi rất là nhiều. Làm tập trung vào một chỗ thì nó đỡ bụi bặm, đỡ khổ người dân. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã triển khai quy hoạch khu làng nghề tập trung ở làng nghề xay sắt gạo Trai Trang và làng nghề mộc Mỹ Nghệ Thụy Lân. Trong đó, khu làng nghề thôn Thụy Lân đang trong quá trình lập dự án, còn khu làng nghề thôn Trai Trang đã giải phóng mặt bằng xong. Dự kiến cuối năm nay sẽ bàn giao đất cho các hộ làm nghề để xây dựng nhà xưởng sản xuất. Tổng diện tích cả hai giai đoạn của dự án khu làng nghề tập trung là hơn 17 ha với gần 300 lô nhà xưởng sẽ đáp ứng được cho phần lớn số hộ làm nghề xay sắt gạo ở thôn Trai Trang. Sau khi có được cái mặt bằng rồi thì muốn đưa toàn bộ các cái hộ là hiện nay đang kinh doanh lương thực sang cái khu vực làng nghề để tập trung quản lý cũng như là đảm bảo về công tác quản lý về môi trường. Thế và để phát triển bền vững hơn nữa thì chúng tôi cũng có cái mong muốn là sau này chuyển các cái hộ này sang thì cái khu hiện nay các hộ đang làm nghề kinh doanh và chế biến lương thực thì cũng chỉ là để lơi là để kinh doanh thôi, chứ còn khu chế biến cũng sẽ chuyển toàn bộ sang cái khu vực đã được quy hoạch này để là làng nghề. Huyện đã xác định quy hoạch các cái khu vực tập trung bảo đảm là hạ tầng tốt nhưng mà lại xa khu dân cư. Và cái quy hoạch này thì trong cái thiết kế thì có đã tính đến cái công trình xử lý môi trường nước thải rồi bụi. Trên cơ sở cái quy hoạch đó thì bố trí các cái lô đất để bảo đảm cho các hộ sản xuất kinh doanh ở làng nghề có cái mặt bằng thuận lợi để sản xuất. Hy vọng rằng bài toán hài hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế từ làng nghề với đảm bảo môi trường sẽ được các địa phương và ngành chức năng của huyện Yên Mỹ tìm ra lời giải trong thời gian tới khi khu làng nghề tập trung đi vào hoạt động. Từ những mô hình bảo vệ môi trường được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cừ triển khai và duy trì thường xuyên đã góp phần thay đổi diện mạo làng quê với cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Bao nhiêu một chục cây cam? 3.000. 3.000 được không? 25.000 được không? 20 quả. Sử dụng làn nhựa thì rất thuận tiện. Tôi cũng thường xuyên động viên người thân trong gia đình là thường xuyên sử dụng làn nhựa. Chính bản thân tôi là tôi thấy cái mô hình này rất là tốt. Không chỉ đối với bà Nghị mà chiếc làn nhựa đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đoàn Đào mỗi khi đi chợ. Và từ khi triển khai đến nay, mô hình đã mang lại những hiệu quả tích cực. Nó như là một cái thói quen của chị em khi đi chợ là mang làn đi chợ mà không dùng đến túi ni lông. Thu gom rác thải là cũng đỡ đi rất nhiều. Thì từ đó thì là các hộ dân thì cũng lại có ý thức hơn về cái công tác vệ sinh môi trường, giảm tải được cái rác thải nhựa. Gần 4 năm nay, ngày nào cũng thế, rác sinh hoạt đều được gia đình bà Phạm Thị Đảm ở xã Nhật Quang phân loại ngay tại nhà. Tất cả trong nhà không còn ni lông, mà không có bằng chai, bằng xài gì, bỏ tất cho ta mang đi hộ. Thì sạch sẽ vào nhà mình, dòng cây, rau, củ quả không ảnh hưởng đến sức khỏe cả. Rất là tốt. Nhận thấy lợi ích của việc làm này nên nhiều gia đình trên địa bàn xã cũng thực hiện. Vì vậy mà số hộ tham gia mô hình ngày càng tăng. Cùng với đó, cảnh quan môi trường tại địa phương được cải thiện rõ rệt. Chiếm 80% số hộ thực hiện. Trước khi mà chúng tôi chưa thực hiện cái mô hình phân loại xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường rất là nhức nhối. Thế nhưng mà từ khi mà chúng tôi thực hiện thì tình trạng ô nhiễm thì cũng đã hạn chế. Ý thức của người dân đã được nâng lên. Cảnh quan môi trường thì ngày một xanh sạch đẹp, tình trạng mà vứt rác bừa bãi là không có. Đây chỉ là hai trong nhiều mô hình cùng chung tay bảo vệ lá phổi xanh mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cừ triển khai. Tính đến nay, toàn huyện có gần 100 mô hình câu lạc bộ về bảo vệ môi trường, 82 mô hình đoạn đường do phụ nữ tự quản với khoảng 70 km đường hoa, góp phần tô điểm thêm cho cảnh sắc làng quê. Và qua những việc làm này, phụ nữ Phù Cừ muốn truyền đến thông điệp hãy hành động ngay vì một hành tinh xanh của chúng ta. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
chứ việc bảo vệ môi trường không riêng của phụ nữ. Chúng tôi cũng sẽ đề cao vai trò của người phụ nữ để mỗi hội viên phụ nữ của Phù Cừ đều góp phần bảo vệ môi trường. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.